Xin chào các bạn khỏe không? Bác sĩ Quân này. Bây giờ là lúc tôi đã quay trở lại rồi. Và hôm nay tôi sẽ quay trở lại với một cái bài rất là phải nói là nhiều người hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về bệnh lỗ hoàng điểm. Nhiều người hỏi lỗ hoàng điểm là cái gì thì lỗ hoàng điểm nó là cái lỗ ở hoàng điểm thôi. Trước tiên là chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái hoàng điểm là cái gì, đúng không ạ? Hoàng điểm đó là một cái cấu trúc rất đặc biệt trong võng mạc mà các bạn nên tìm hiểu một cái bài tôi đã nói rồi về cái võng mạc đấy. Võng mạc là gì và hoàng điểm là gì? Thì nói một cách đơn giản thì hoàng điểm đó là một cái vị trí mà nó chịu trách nhiệm quan trọng nhất về mặt thị giác. Tức là chúng ta nhìn sắc nét, màu sắc rồi đọc sách, mở xem TV là toàn dùng đến nó. Và bây giờ nó có một cái lỗ ở đó. Về bản chất thì là cái vùng hoàng điểm đó là một cái cấu trúc nó không có mảnh máu. Tại sao nó không có mảnh máu? Tại vì nếu có mảnh máu ở đó thì khi ánh sáng vào đó nó sẽ bị tán xạ đi và cái tín hiệu nó sẽ không được tốt. Do đó cái cấu trúc nó không có mảnh máu. Và khi không có mảnh máu thì nó mỏng. Và khi nó mỏng thì nếu có bất cứ một cái sự co kéo hoặc một sự tổn thương nào thì nó sẽ rất là dễ bị rách. Thì cái lỗ hoàng điểm nó, cái nguyên nhân của nó là do khi cái dịch kính nó bong ra nó co kéo. Và khi nó co kéo thì nó sẽ kéo lên trên cái bề mặt của hoàng điểm. Và khi mà nó co kéo lên trên đó thì nó sẽ kéo bung một cái vị trí ở trên hoàng điểm nó ra và hình thành nên một cái lỗ. Cái lỗ, người ta gọi lỗ là lỗ hoàng điểm. Vậy thì cái triệu chứng của lỗ hoàng điểm là như thế nào? Triệu chứng thì đầu tiên thì cái lỗ đó thì nó nhỏ thôi, kích thước nó nhỏ. Thì bệnh nhân chỉ thấy một cái điểm xám xám ở cái thị trường, ở cái thị lực trung tâm của mình thôi. Có một cái điểm xám xám ở đó thôi. Và khi mà cái lỗ đó nó lớn dần lên thì bệnh nhân bắt đầu có hiện tượng tức là nhìn méo hình. Nhìn méo hình ở trung tâm. Và cái điểm xám nó dần dần tối dần và nó tăng kích thước. Và nó sẽ tăng lên cái mức độ là bệnh nhân sẽ mất thị lực trung tâm luôn. Nếu như cái lỗ hoàng điểm đó lớn. Và rõ ràng như vậy thì bệnh này là cái bệnh gây mù, đúng không? Một trong những cái biến chứng khác của nó, tức là khi cái lỗ nó đủ lớn á, thì dịch ở trong khoang dịch kính nó có thể chui vào trong cái lỗ đó. Và khi nó chui vào trong lỗ đó nó có thể đẩy bung võng mạc lên và nó gây bong võng mạc. Trường hợp này thì trở thành một cái bong võng mạc có lỗ rách, mà lỗ rách đó lại chính ở vị trí là hoàng điểm. Thế các bạn nào chưa biết về bệnh lý bong võng mạc thì các bạn hãy xem video về bong võng mạc của tôi, thì tôi có để cái link ở trên này hoặc là đâu đó ở dưới để các bạn tiện các bạn theo dõi. Thì đấy là về cái lỗ hoàng điểm. Thì trước đây thì cái lỗ hoàng điểm này thì không giải quyết được, có nghĩa là mình chỉ vỗ vai bệnh nhân thôi, mình nói là hy vọng mọi việc nó sẽ không quá tệ. Nhưng mà các bạn biết là về cái một cái sự phát triển của y khoa thì chúng ta thấy là hiện nay thì chúng ta đã có thể điều trị được rồi, nhưng mà tất nhiên cái phương pháp điều trị chúng ta thì nếu các bạn xem các video trước của tôi thì nó nằm trong cái cắt dịch kính. Tuy nhiên là cái phẫu thuật này thì nó ở mức độ là giữ thị lực cho bệnh nhân, không xấu đi, chứ nó không ít khi nào hồi phục thêm thị lực. Chào các bạn, bây giờ tôi làm tiếp tục video về lỗ hoàng điểm. Các bạn có thấy tôi đang ở bờ biển, chính thức ra đây là bờ biển Long Hải, gió rất là mạnh. Hôm nay thì đã quên đem theo cái ống lọc và lọc tiếng gió đấy, cho nên là các bạn chỉ có nghe cái âm thanh nó hòa một tí, nhưng mà nghe nó tự nhiên, đúng không ạ? Nghe cảm giác rất nhiều, đúng không ạ? Về cái chuyện điều trị lỗ hoàng điểm thì thực sự ra tiếc là chúng ta không có phương pháp nào khác ngoài cái chuyện là chúng ta phải phẫu thuật. Đó là giải pháp duy nhất. Chúng ta không có thuốc nào điều trị nội khoa để điều trị lỗ hoàng điểm hết, mà phải phẫu thuật. Thì khi phẫu thuật thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ phải cắt dịch kính. Bạn nào mà đã từng xem video cắt dịch kính, các bạn sẽ hiểu cắt dịch kính là cái gì. Nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn xem, vui lòng xem video, thì tôi để biểu tượng phía trên hoặc là link phía dưới các bạn xem thế nào là cắt dịch kính. Thì
cơ bản thì khi mà làm cắt thịt kính để phẫu thuật lốp hàng điểm đó thì chúng ta sẽ loại bỏ thịt kính đi, để loại bỏ cái sự co kéo trong lòng thịt kính lên trên bề mặt của màng điểm. Sau khi mà cắt thịt kính xong, loại bỏ thịt kính xong thì chúng ta làm tiếp một lần nữa là chúng ta phải bóc màng ra trong. Các bạn thấy là trong này chính là cái màng mà nó gây được co kéo trong cái ngang để làm mở rộng lòng màng điểm ra. Thì khi bóc cái màng này thì đây là một phần rất là khó. Đây tôi không phải là tôi là vì tôi làm cái nghề này mà tôi nói nó là khó đâu, tại vì tôi có quy luật chung mà mình làm cái nghề gì thì mình nói nó khó lắm, không ai làm được chứ không phải. Nếu mà các bạn đủ thời gian chúng ta rèn luyện chúng ta làm hết rồi có thể hết. Chúng ta phải bóc cái màng này và màng này nó cái kích thước của nó bằng 1/10 sợi tóc. Các bạn thấy là chúng ta phải bóc cái màng mà kích thước nó bằng 1/10 sợi tóc, nó đòi hỏi cái kinh nghiệm và cái tay nó phải vững một chút. Và khi bóc cái màng này ra để giải phóng cái sự co kéo sang ngang của lỗ hoàng điểm, rồi thì chúng ta sẽ phải trao đổi dịch khí, tức là chúng ta thay cái nước ở trong lòng của con mắt bằng một cái chất khí. Và tất cả cái điều này đã được mô tả trong video vitrectomy phẫu thuật cắt thịt kính của tôi. Sau đó chúng ta sẽ bơm vào trong mắt một cái chất khí, nó có tác dụng nằm lâu ở trong mắt, và bệnh nhân sẽ phải có tư thế đầu sau phẫu thuật, và cụ thể tư thế đầu trong trường hợp cổ lỗ hoàng điểm là chắc chắn là tư thế cúi đầu và nằm sấp. Thì cái việc chúng ta cúi đầu và nằm sấp như thế nào thì tôi đã có một video rồi. Thật là khỏe, khi mình làm càng nhiều video thì chúng ta lại có thể chỉ cho người xem biết là chúng ta xem các video khác như thế nào. Chúng ta xem video trên này hoặc là xem link bên dưới nha. Sau đó thì sau thời gian nằm sấp thì thường từ khoảng độ theo cái phẫu thuật thôi từ khoảng 5 ngày. Đối với các phẫu thuật viên khác thì người ta có thể yêu cầu nằm lâu hơn tùy cái kinh nghiệm và cái sự ưa thích của phẫu thuật viên. Thì trong cái này thì chúng ta thấy là trong y khoa nó có nhiều cái tuy là có những cái guideline dẫn chứng, nhưng mà tùy điều kiện tùy chân và tùy cái kinh nghiệm của bác sĩ và cái sự theo dõi bệnh nhân sau mổ của họ, họ có những yêu cầu cụ thể, không ai giống ai cả. Thì đấy là một trong những cái mà y khoa nó khó ở chỗ đó. Rất là nhiều người làm, tức là về thuộc vào bác sĩ phẫu thuật. Sau khi mà mình cúi đầu nằm sấp khoảng thời gian quy định rồi thì bệnh nhân sẽ tái khám. Tái khám thường là tái khám một tuần sau phẫu thuật, một tháng sau phẫu thuật. Và khi trong mắt bệnh nhân còn bóng khí thì bệnh nhân không đi máy bay nha. Bóng khí trong máy bay thì bóng khí nó trong mắt bệnh nhân máy bay nó có thể giãn nở ra và nó gây cái hiện tượng đau nhức tăng nhãn áp của người bệnh. Thì sau mổ thì đa số trường hợp bệnh nhân có một phần thị lực, một phần thôi nhé. Tất nhiên có những trường hợp mà nó phục hồi tốt hơn trong những trường hợp mà cái lỗ nó nhỏ thôi. Hai lỗ nhỏ, còn độ 4 thì thường là hồi phục được không nhiều, hoặc thậm chí không hồi phục được. Nhưng mà điều mà chúng ta làm được sau phẫu thuật này đó, tức là chúng ta hạn chế cái lỗ đó to ra. Khi mà hạn chế lỗ to ra thì chúng ta hạn chế được cái nguy cơ bong bóng màng. Tại vì cái lỗ hoàng điểm đó thì mà lỗ nó lớn thì là dịch nó có thể nó chui vào thôi, và nó gây bong bóng màng thì gây mất thể lực hoàn toàn người bệnh. Do đó nhiều khi tôi trao đổi với bệnh nhân thì tôi nói là thực ra cái phẫu thuật này đó, nhất là những trường hợp bệnh nhân vì lỗ hoàng điểm độ 4 là độ nặng đấy, thì tôi thường nói người ta là thực ra cái phẫu thuật này nó không có đem lại nhiều về mặt thể lực, thế nhưng mà nó có thể bảo tồn được thể lực cho người bệnh. Đấy, giờ tôi đi mãi mới tìm được cái chỗ nghỉ chân một tí. Chỗ này là có một cái tảng bê tông người ta chắn giữa đường. Bên kia là biển, bên này là bê tông và đằng sau là rác. Đặc trưng của Việt Nam là như vậy. Thưa các bạn, tôi đã hoàn thành xong video về lỗ hoàng điểm, phẫu thuật lỗ hoàng điểm. Nếu các bạn thích những video tương tự như vậy thì các bạn hãy bấm like và đăng ký subscribe và bấm vào cái nút có chuông á, để khi nào có video mới thì các bạn sẽ được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.
Bye.